Em mời cả nhà ăn cơm nguội cùng với lại mực sữa Thái nhà biển nha. Đây là mực nháy mini hay được gọi là mực bèo của quê Thái. Mực nháy này cho cả nhà mình xem này. Hôm nay là Thái sẽ chiên dầu, hoặc mực này mình có thể ăn mì tôm rất là ngon luôn. Kích thước nó cỡ ngón tay thôi. Mực này không có ngâm nước nha. Màu của nó mini gì nè, ăn ngon luôn. Cả nhà thấy con mắt của nó không, long lanh luôn. Đây, một bịch như thế này là của Thái gia vị chỉ có nửa ký thôi. Siêu ngon luôn. Để Thái ngâm giả đông cho bắt đầu mình chiên nha. Cả nhà ngâm mới nhớ để nghiêng bịch nha, đừng có chế nước trực tiếp vô con mực nha. Sau khi ngâm xong thì mình sẽ cắt ra và mình chiên liền luôn. Vật này thì ở quê Thái đã rửa sạch rồi, sau đó cấp đông, cho nên là không cần giữ lại cho cầu kỳ đâu nha cả nhà. Nếu mà dầu đã nóng lên, mình chỉ cần cho mực vô chiên thôi, không cần bỏ gia vị gì đâu. Quê Thái hay được gọi là mực tao dầu, hay gọi là mực chiên dầu đó cả nhà. Mực này mà ăn như thế này, ta nói ăn là đúng chất mực biển luôn, rất ngon. Cả nhà để ý cái da của nó, thấy đảo đi đảo lại cũng không có rách da nhiều ha. Đó, cả nhà thấy thơm chưa? Giờ thì thấy múc bát cơm nguội ăn cùng với lại mực chiên dầu của quê Thái thôi. Mực này nhỏ nhưng được cái là ăn ngon, số lượng nhiều. Mình có thể mua để đổ bánh căn này hoặc là nấu mì tôm. Nhưng mà ngon hơn nữa là mình chấm mắm me. Sẵn trước nhà có cây ớt hiểm nữa cả nhà ơi. Mắm cả nhà có thể ủng hộ Thái ở giỏ hàng TikTok nha. Sau khi dầm mắm xong, Thái thấy chồng Thái bỏ vô nồi hấp gì quá trời tôm hùm và cua luôn. Đấy, tôm hùm nhà Thái có 650 thôi. Cua nâu siêu gạch thì 380.000 một ký. Mực sữa này cả nhà có thể cuốn với lại bánh chén kèm rau ăn cũng rất là ngon luôn. Em mời cả nhà ăn cơm nguội cùng với lại mực sữa Thái nhà biển nha. Trời ngon quá cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Nó nhỏ ngon nè. Tâm sữa luôn. Đây là đồ bánh căn có xèo, ăn mì tôm, ăn mấy cơm nguội Thái cũng ngon. Quá ngon. Ăn rất ngọt. Người Thái này cho mắm mè. Cái mực sữa nó rất là ngon luôn. Nó rất là giòn, nó béo, ngọt ngọt. Và chiên cả nhà thấy không, nó không teo luôn và không bỏ gia vị gì nha. Mm.